Nhắc đến Jose Mourinho, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của một gã cầm quân bảo thủ và cứng nhắc, với hình tượng của một người thầy khó tính và cũng không hề dễ ưa. Nhưng ít người để ý, người thầy hắc ám này đã một tay đào tạo ra hàng loạt tên tuổi đình đám, khai quật ra hàng loạt cái tên chất lượng cho làng tục cầu thế giới, và đa số trong bọn họ đều trở thành huyền thoại, hoặc ít nhất là cũng sẽ trở thành linh hồn không thể thiếu của câu lạc bộ. Và người ta gọi ông ta là người đặc biệt bởi những phát ngôn ngông cuồng, bởi sự tự tin thái quá. Nhưng tôi tin, với những gì tôi vừa kể và với toàn bộ chiến tích trong phòng trưng bày của ông ta, đủ để chúng ta hiểu những gì ông ta làm, những gì ông ta nói là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng trong số những con quái vật mà ông ta đã tạo ra thì có một người vô cùng nổi tiếng, nhưng chắc chắn là bạn cũng không hề biết là hai người này có một mối quan hệ về thầy trò. Không phải Lionel Messi và cũng chả phải là Cristiano Ronaldo, mà đây mới chính là câu trả lời. Trong một lần hiếm hoi được hỏi trên kênh Fox Sports, Mâu đã không ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình. Nếu chúng ta nói về tài năng và kỹ năng thì không ai có thể qua mặt được Ronaldo de Lima. Ít ai biết, vào năm 1996, khi còn là một thanh niên trẻ tuổi và chưa bắt đầu sự nghiệp cầm quân chuyên nghiệp, Mourinho vẫn còn đang là thông dịch viên và là cố vấn chiến lược tối cao cho Bobby Robson ở Barcelona. Và đó cũng là lúc thiên tài bóng đá thế giới cập bến xứ Catalan. Khi ấy thì Ronaldo mới tròn 19 tuổi. Khi cậu nhóc này xuất hiện và thi đấu dưới bàn tay của Robson, tôi đã kịp nhận ra ngay khi đó, rồi cậu nhóc này sẽ sớm trở thành huyền thoại. Tôi chưa từng chứng kiến một ai vượt trội đến như vậy. Và đúng như lời đồn thì năm đó Ronaldo ghi được 47 bàn thắng chỉ sau 49 trận chơi cho Barca. Và như tôi đề cập ở trên thì anh ấy lúc này chỉ mới có 19 tuổi. Mourinho đã đào tạo ra rất nhiều cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Ông ấy đã dạy cho Cristiano Ronaldo về bóng đá trong gần 3 năm ở Real Madrid. Ở Chelsea, ông ấy có Didier Drogba, có Eden Hazard và có huyền thoại John Terry. Còn ở Inter Milan, ông ta có Zlatan, có Eto và có cả quả bóng vàng hụt Wesley Sneijder. Nhưng không một ai có thể so sánh được với Ronaldo de Lima. Ronaldo, anh ấy là người ngoài hành tinh, là quái vật sân cỏ. Bất cứ thứ gì con người ta có thể nghĩ ra được, những thứ to lớn nhất, họ đều có thể so sánh được với anh ta. Sở hữu kỹ năng, tốc độ, những cú lái bóng thường hạng đã đi vào truyền thuyết. Nếu là một người xem bóng đá, chắc chắn bạn đã biết đến cái tên này, đã từng mở những đoạn phim như thế này để xem, để thưởng thức những gì mà người ngoài hành tinh đã từng làm ở bóng đá thế giới. Và anh ấy cũng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho rất nhiều đội bóng mà mình từng đối đầu, giành hai chức vô địch World Cup của đội tuyển Brazil. Con số đó có thể tăng lên là 3 nếu như thể trạng của chàng trai này không bị yếu đi trông thấy vào năm 1999. Sự nghiệp bóng đá của một huyền thoại còn đưa anh ấy đến với Inter, đến Madrid và cuối cùng là San AC Milan. Nhưng những chấn thương cùng với lối sống của một người đàn ông quyền lực khiến cho Ronaldo tăng cân kinh khủng, và lúc này biệt danh Ronaldo béo cũng được hình thành. Và kết quả là buộc anh ta phải dừng sự nghiệp sân cỏ của mình khi còn quá sớm. Mọi người sẽ có định nghĩa thiên tài theo cách riêng của mình, nhưng có một điều chắc chắn, Ronaldo de Lima sẽ luôn là cầu thủ tuyệt vời nhất.